Rồi, vậy nãy giờ mình học rồi ha. Chị quay lại câu này. Vậy nếu mà trên lâm sàng nếu mà nghi ngờ thiếu máu tán huyết thì xét nghiệm nào được ưu tiên làm để phân nhóm bệnh? Chọn gì? Dạ câu B. Câu B đúng rồi ha. Tiếp. Vậy kháng sinh nào tránh tuyệt đối dùng? Để cho chọn lại. Cipro. Dạ câu A. Đúng rồi, câu A. Rồi, loại nào sau đây có thể ăn được? Đậu nành. Dạ câu C, đậu phộng. Đậu phộng, đúng rồi, đậu phộng nha. Đậu nành nó cũng vẫn còn nằm trong cái đậu nành, đậu tằm với đậu ngựa, không biết đậu ngựa, đậu gì không biết nữa. Là hạn chế ăn, nhưng mà đậu phộng ăn được. Đậu Hà Lan ăn được. Ha. Rồi, tiếp. Chỉ định thải sắt. Dạ câu D. Có ai chọn khác không? Câu A. Dạ câu C. Rồi cuối cùng là câu A, câu B, câu C hay là câu Dạ D? câu D. Câu D. Còn ai chọn khác không? Giờ bạn nào đọc lại coi chỉ định thải sắt là dựa vào cái gì? Dựa vào số lần truyền máu và sắt huyết thành. Cho nó lại. Phải trên 2 tuổi. Rồi, trên 2 tuổi. Số lần truyền máu lớn hơn 10 lần. Và ferritin lớn hơn 1.000. Và ferritin lớn hơn 1.000, thấy chưa, bị lừa nha. Mai mốt là cho câu này cái là chết mồ hết. Nên là chọn câu C. Bạn nào chọn câu C đúng rồi đó. Ferritin lớn hơn 1.000 chứ không phải là sắt huyết thanh lớn hơn 1.000 nha. Rồi, coi con này đọc nè. Điện gì? Dạ beta Chọn câu nào sau đây phù hợp nhất? halat. Trời ơi, dạ câu D làm lại sao ham Đúng muốn thắng. rồi. Câu này á, là mình chỉ tham khảo thôi. Thì đúng nó là beta thalassemia. Nhưng mà bé này mới có 9 tháng tuổi thôi. Nên là có thể là cái nồng độ HBF nó vẫn còn cao. Nên mình khoan hãy chẩn đoán xác định. Mà mình phải nên có một cái điện di làm lại sau 24 tháng. À, đừng để bị lừa nha. Để cái tháng nha. Còn nếu mà đúng thì cái này sẽ là beta thalassemia. Ha, mình thấy nó là cái dạng gì nè. HBA 85%, tức là nó cũng có giảm nhưng mà nó giảm không có nhiều. HBF nó cũng tăng mà tăng không có nhiều. Thì nó là dạng thể thể trung gian, nhưng mà thể trung gian nhẹ đó. Ha, thể trung gian nhẹ. Rồi. Kết quả xét nghiệm và điện gì thì bé này, thứ nhất á, là mình có loại được thiếu máu thiếu sắt ra không, loại được không? Mình thấy nè, ferritin 362 tăng cao không, vậy là mình loại thiếu máu thiếu sắt, tại vì trong thiếu máu thiếu sắt thì ferritin phải giảm, vậy là bé này là mình đang nghĩ là là thalassemia. Rồi mình thấy hemoglobin là 5,7, vậy là mức độ gì? Em muốn tổ nặng. Đúng rồi, mức độ nặng ha. Vậy là hemoglobin dưới 6.0 là mức độ nặng. Mình thấy xuất hiện HBH bạc, vậy là đây là Alpha alpha thalassemia, vậy là mình kiếm alpha thalassemia thiếu đó mức độ nặng, đây câu B ha. Rồi, tim máu mức độ nặng alpha thalassemia. Hiểu không? Đó ví dụ vậy ha. Rồi, tiếp. Rồi câu này. Thiếu máu thiếu sắt kèm beta Đúng rồi. Ferritin thấy không? Ferritin mà chỉ có 2 thôi à, rất là thấp. Mình nhớ rồi ha, ferritin mà đối với trẻ dưới 5 tuổi là nhiêu nhiêu? Dưới 12 là mình chẩn đoán, trên 5 tuổi là phải dưới 15. Mà bé này chỉ có 2 thôi, vậy bé này là có thiếu máu thiếu sắt. Được không? Rồi mình coi điện di. Điện di này là điện di gì? Alpha 2 thì coi như cũng gần như bình thường. Chỉ có HBF nó chỉ tăng nhẹ thôi, nó trên xíu thôi, bình thường nó phải dưới 1%, mà ở đây nó có 1,3. Còn HBA thì bình thường cũng từ 96,96% trở lên, đây 95. Thì cái thằng này có thể là cái dạng gì? Đúng, thể tray ha, đúng rồi, nó là thalassemia thể tray đó, nó là một trong những cái mà hay đi kèm với cái thiếu máu thiếu sắt ha. Thì nó là thiếu máu thiếu sắt và beta thalassemia, nếu giỏi nữa thì là thể tray, đúng rồi đó, cô B đúng ha. Rồi, tiếp.
Rồi hết rồi ha. Rồi vậy được chưa? Mai mốt phải cho những câu mà na ná tương tự như vậy là phải chọn ha. Rồi về về mình phải đọc thêm lại cái chỉ định thể sắc rồi chỉ định cắt lách đồ nha, hoặc là cái chỉ định mà phối hợp thuốc thể sắc đó, để ý thêm mấy cái đó. Mình sẽ còn một số trắc nghiệm đó nữa, thì cái buổi sau mình học thì mình sẽ ôn tập lại thêm xíu, mình sẽ có thêm được vài câu tiếp được ha. Rồi có gì thắc mắc nữa không? Không có mình... Dạ anh ơi, dạ, em có cái chỗ này chưa hiểu anh, là ở emphysematosomy anh, ở thể tray anh, thì mình nhìn vào cái điện vi thì mình sao có thể phát hiện được anh? Đã nói rồi, hồi nãy nói rồi, cái thể tray của thalassemia alpha đó rất là khó, rất là khó. Chứ mà với hai nữa là cái dịch tễ Việt Nam của mình, cái alpha thalassemia á, thì nó cũng hiếm, hiếm lắm. Nhưng mà đứa nào mà alpha thalassemia ở Việt Nam của mình á, là để coi lại cái biểu đồ nha, lại có cái biểu đồ như dịch tễ đó, để anh không có nói cho đó hết ta. Là đa số là những đứa phụ thuộc truyền máu không à. Còn những đứa mà thể tray á, nên muốn chính xác thì mình phải có thêm cái điện, cái xét nghiệm của địa, cái gen kèm theo nữa, của sinh học phân tử gen nữa, cho nên để chẩn đoán cái dựa vào điện vi để nói đứa này là alpha thalassemia mà có phụ thuộc truyền máu hay không thì cũng khó, trừ khi nó xuất hiện HBH. Còn nếu mà nó gần như bình thường hết trơn, nó chỉ mất có một cái alpha thôi, đôi khi khó thấy lắm. Tao mất đi cái đó rồi ta. Đó, mình thấy trong cái vùng mà dịch tễ của Việt Nam của mình nè, mình thấy không, thì đa số của mình ở dạng là alpha không đó, tức là nó đã mất á, nó mất nếu mà là chẩn đoán độ nặng nha, thì là cái dạng alpha phụ thuộc truyền máu. Còn cái dạng alpha thể tray thì hiếm, nhưng mà beta thể tray thì cũng gặp nhiều. Cái beta thì đôi khi cũng dễ thấy, nhưng mà để chuẩn đoán chính xác thì tốt nhất cũng để coi, tức là cái dạng thalassemia này có uống sắt được hay không á, thì ngoài cái điện vi ra thì mình cần phải thêm cái xét nghiệm gen nữa. À, thì mình có cái chuẩn đoán xác định là cái xét nghiệm gen. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi vậy thôi mình nghỉ nha, bữa sau mình tiếp. Dạ anh ơi, vậy là bữa nay mình không có lên điểm danh đúng không anh? À không, anh chưa có làm. Thôi khỏi. Dạ là có bạn hỏi mình cũng chết hả anh? Dạ hả, để anh coi. Có những trường hợp là những trẻ mà dưới 2 tuổi mà ferritin xét nghiệm trên 1000, có cái này vẫn có thì vẫn ha. Nhưng lúc này là mình phải đánh giá giữa cái lợi với cái hại, tức là cái ảnh hưởng, tức là có ảnh hưởng lên tim nhiều hay chưa. Cái ferritin mà trên 1000 là trùi hỏi là bao nhiêu, ví dụ là có thể bao nhiêu, với hai là nó ảnh hưởng lên sinh hiệu là tim có như thế nào rồi, tức là những cái huyết đồng học của nó đó. Nếu mà nó không có ổn thì lúc này người ta vẫn xem xét dùng ha, dùng cái thằng mà deferoxamine để truyền liên tục cho nó nha, vẫn có nha. Chứ uống thì không có uống, tại vì trên 1000 á, uống á thì cũng được, nhưng mà phải từ 2 tuổi trở lên, tại vì tác dụng phụ nó rất là nhiều và người ta lại chưa có ghi nhận cái độ an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi. Thì đa số các guideline những thuốc uống á thì thường á là dưới 10 tuổi không mà. Nhưng mà tại Việt Nam của mình là do cái vùng dịch tễ nên mình mới cho trẻ trên 2 tuổi bắt đầu xài thuốc uống rồi đó. Nhưng mà đa số á, thì thấy truyền không à. Truyền, tại vì truyền, nhưng mà truyền là phải phối hợp vitamin C nha. Thì tại sao thì đi đọc thêm, mai mốt mà có gặp thì sẽ hỏi ha. Tức là trong các dạng mà thuốc thải sắc á, thì chỉ có duy nhất cái hàng truyền deferoxamine mới dùng vitamin C phối hợp, nhưng bình thường thalassemia thì lại không có dùng vitamin C. Thì vitamin C có vai trò gì trong cái việc mà hiệp đồng với cái thằng mà deferoxamine như vậy ha, thì mình có thêm HBA giảm bao nhiêu là ít chia vô thể beta thể nhẹ. Thì cái này là cũng tùy luôn, cái vụ mà thể nhẹ thế thể nặng á, thì mình nói lý thuyết là như vậy thôi, còn trên lâm sàng á thì mình cứ như hồi nãy giờ nói á, nếu nó có biến chứng và nếu mà nó cứ biến chứng mà nó có truyền máu lần đầu mà nó cứ 4 đến 6 tháng, mà 4 tuần đến 6 tuần mà nó cứ phải vô truyền nữa, thì thế nào đứa này mình cũng gọi là phụ thuộc truyền máu. Còn nếu mà cái triệu chứng mà nó có xuất hiện trễ, hoặc là 4-5 tuổi nó mới có,
4 năm tuổi nó mới có, thì mình nghĩ đứa này là thể thể trung bình hoặc thể nhẹ. Còn không thì mình có cái có những nghiên cứu trong cái slide nó anh để đó, ha, cái này để nói là khoảng bao nhiêu phần trăm là thể này đó, thì có thể là mình sẽ tham khảo thêm. Thì đó chỉ là thì mình tham khảo thôi nha, tại vì đó cũng chỉ là nghiên cứu mà không có con số cụ thể nha. Đa số là mình làm và mình điều trị trên cá thể của bệnh nhân mình thôi. Nếu trẻ bị cả hai alpha beta thì điện gì? À, đúng rồi, mình phải dùng đến sinh học phân tử ha. Thì có thể là nó sẽ có thêm, tại vì nếu mà nó xuất hiện alpha thì có thể là chỉ là một cái thể alpha ẩn thôi, thể nhẹ thôi, tại vì nếu mà xuất hiện thêm HBH nữa đó thì nó nặng. Và còn cái thể beta thì mà thường nếu mà phối hợp cả hai thì có khi nó nhẹ. Thì trên lâm sàng, trên Ivan cũng có ghi nhận ca này, chứ Việt Nam mình thì chắc chưa thấy. Thì mình phải sử dụng thêm sinh học phân tử, tức là mình phải điện gì cho nên mình phải làm cái xét nghiệm gen thêm thì mình mới chẩn đoán xác định được hai cái này. Rồi, gì còn thắc mắc gì nữa không? Nhớ đọc được điện di nha. Đọc được điện di được rồi, biết nó là alpha với beta được rồi. Còn không thì còn không biết nữa. Thì trong cái bảng mà anh có đưa cái hình mà tiếng Anh đó, nếu bạn nào giỏi thì mình đào nguyên cái bài báo đó về. Anh có để cái link đó. Đào nguyên cái bài báo đó về thì trong đó nó ghi rất là kỹ luôn giữa với hàng alpha. Nó chỉ ghi kỹ của beta thôi. Còn một cái alpha đó thì lấy cái sách của Newson ra đọc. Trong đó nó cũng có, trong đó cũng ghi rất là kỹ trong đó luôn. À, còn không thì cứ thôi đọc slide như nó đủ rồi, còn bạn nào muốn giỏi nữa thì từ từ. Rồi thôi mình nghỉ nha. Thank you.